21 giờ tối ngày 30 tháng 6 thì Pháp sẽ gặp đối thủ khó chịu Argentina ở vòng 1/16 World Cup năm 2018. Trong hành trình chinh phục cúp vàng thì gà trống có sự đóng góp không nhỏ của tiền đạo Florian Thauvin. Nhiều cổ động viên cho rằng tiền đạo thuộc biên chế câu lạc bộ Marseille đang thi đấu thăng hoa là do có hậu phương vững chắc, cô bạn gái xinh đẹp Jacques Pironi. Và chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng nhan sắc chim sa cá lặn của cô nàng này nhé. Ở làng bóng đá thế giới nói chung cũng như Pháp nói riêng, tiền đạo Florian Thauvin không phải là cái tên quá nổi bật. Tuy nhiên, tuyển thủ Pháp vẫn khiến bao người phải ghen tị khi chinh phục được trái tim hoa hậu Charlotte Pironi. Charlotte Pironi sinh ngày 17 tháng 8 năm 1993 tại Monaco, nước Pháp. Người đẹp 25 tuổi này bắt đầu được chú ý khi giành ngôi hoa hậu Côte d'Azur 2014. Đến năm 2015, Pironi giành tiếp ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu quốc tế Pháp. Hiện tại Pironi đang theo đuổi nghiệp người mẫu và kinh doanh. Sở hữu nhan sắc xinh như mộng khiến nhiều người phải trầm trồ, nhưng Charlotte Pironi lại là mẫu phụ nữ theo đúng kiểu gia giáo và chuẩn mực. Không ngoa khi nói rằng Charlotte Pironi đang là WAG's xinh đẹp nhất giải đấu hàng đầu nước Pháp. Trong khi đó, Florian Thauvin sinh năm 1993 và hiện đang là trụ cột của Marseille. Anh đang là một trong những cầu thủ Pháp có phong độ cao nhất trong năm 2017. Đó là lý do cầu thủ 24 tuổi nhận được sự quan tâm từ hai câu lạc bộ lớn của bóng đá châu Âu là Bayern Munich và Atletico Madrid. Florian Thauvin và Pironi bắt đầu hẹn hò cách đây 3 năm. Cặp đôi vẫn thường xuyên dành thời gian rảnh rỗi để đi du lịch nhằm hâm nóng tình cảm. Ở trận Pháp gặp Đan Mạch tại lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2018, nhiều cổ động viên bắt gặp Pironi xuất hiện trên khán đài để cổ vũ cho bạn trai.